Ngựa giao kỳ lên sóng diễn xuất của Nhật Ba Gia Luân bùng nổ nhưng khán giả vẫn tiếc một điều. Ngựa giao kỳ đã chính thức lên sóng tập đầu tiên vào tối ngày 17 tháng 3. Nghe dân tình nhận xét thì chúng tôi thấy bộ phim có vẻ khá được lòng khán giả. Từ việc nội dung ban đầu hài hước dễ thương đến diễn xuất cực ổn của địch đệ Nhật Ba Nhậm Gia Luân cùng dàn diễn viên phụ. Tuy nhiên một điểm mà các blogger phải lên tiếng là ó ngay trong ngày đầu phát sóng Ngự giao Ký đã là khâu hậu kỳ của phim có vẻ hơi cầu thả. Cụ thể, blogger đưa ra ảnh chụp màn hình, cho thấy bộ lọc của phim mang đến chất lượng hình ảnh, màu phim khác nhau trong mỗi phần cảnh. Có cảnh được xử lý qua bộ lọc thì da của diễn viên trong mịn màng, sáng láng hơn hẳn. Có cảnh chưa xử lý, nên da của các nhân vật hơi ngâm ngâm, không được sáng trắng bằng. Mặt khác, trong một số người xem còn cho rằng, dường như nhân viên hậu kỳ chỉ xử lý bộ lọc cho diễn viên chính, còn diễn viên phụ thì mặc kệ. Điển hình là hình ảnh của nhiệt ba sa luân trong mượt mà, trắng sáng hơn hẳn so với dàn diễn viên phụ. Hồ Ý Hoàn có nhan sắc là vậy, vậy mà khi lên phim lại bị dìm khá nhiều. Ngoài bộ lọc ngựa giao kỳ còn bị chê trách về khoản tạo hình, nhiều ý kiến cho rằng trang phục của phim không được đẹp mắt, may mà có nhan sắc của diễn viên gánh còng lưng. Hãy cùng xem qua một vài bình luận của cư dân mạng nhé. Từ lúc qua đến lúc lên sóng như mì ăn liền thì đòi hỏi gì chất lượng, không biết phim này phải cấp S cộng của Joko không, nếu S cộng thì quá là cầu thả. Đến lúc người ta chỉnh lại bảo suốt ngày da chẳng môi đỏ, để bình thường thì cố soi. Bộ lọc cầu thả quả thật, lúc trắng thì ngâm ngâm, cơ mà nhân sắc của dàn diễn viên cân lại được mà, fan cũng đâu cần chối gắt quá như vậy. Cảm giác nữ chính được nâng tông ra hơn hẳn các nhân vật khác luôn ấy, Hồ Ý Hoàn trong xuống sắc hẳn, da bị ngâm cơ. Hồ Ý Hoàn bộ trước đóng nữ chính xinh xỉu, qua đây da bị ngâm ngâm, rõ ràng là hậu kỳ chỉnh sửa mỗi nam nữ chính, còn diễn viên phụ bảo bê. Thực tế thì đối với nhiều bộ phim gần đây, việc chỉnh sửa bộ nọc sao cho màu phim thật đẹp đã trở thành điều rất quan trọng. Bởi thế mà sự khác biệt màu phim giữa các phân cảnh, giữa nam nữ chính và dàn nhân vật phụ đã gây ra nhiều tranh cãi. Chúng tôi thì thấy việc không cân bằng này sẽ gây ra một vài điểm khó chịu nhất định cho người xem. Thế nên hy vọng ở những tập sau, phim sẽ được chăm chút cẩn thận hơn, tránh ảnh hưởng tới cả bộ phim. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVLog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!